Thưa quý vị và các bạn, trở lại thông tin, mình sẽ cập nhật thông tin liên quan đến ông Võ Văn Thưởng và tất cả các hoạt động của ông Võ Văn Thưởng liên quan đến tiểu sử và trong công cuộc hoạt động cách mạng của ông Võ Văn Thưởng như thế nào. Thưa quý vị, qua bài viết sau đây chúng ta hiểu rõ thêm các thời kỳ hoạt động của ông Võ Văn Thưởng và tham gia trong bộ máy chính trị như thế nào qua các thời kỳ. Về tiểu sử, đồng chí Võ Văn Thưởng là Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông tin từ ngày 2 tháng 3 năm 2023, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, là dân tộc Kinh. Ông vào đảng vào ngày 18 tháng 11 năm 1993, chính thức là vào ngày 18 tháng 11 năm 1994. Quê quán của ông Võ Văn Thưởng ở xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Về trình độ lý luận chính trị là cao cấp, trình độ chuyên môn là thạc sĩ triết học. Đồng chí Võ Văn Thưởng là ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10. Là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, khóa 12, khóa 13, là bí thư Trung ương, là bí thư Trung ương Đảng khóa 12, khóa 13, là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, khóa 13, là đại biểu Quốc hội khóa 12, khóa 14, khóa 15. Tóm tắt về quá trình công tác của đồng chí Võ Văn Thưởng, từ năm 1988 đến năm 1992, ông là sinh viên của khoa triết học thuộc trường Đại học Tổng hợp, là phó bí thư đoàn khoa, là bí thư đoàn khoa triết học, là chủ nhiệm câu lạc bộ lý luận trẻ. Và từ năm 1992 đến năm 1993 là phó bí thư đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2004, ông công tác tại Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và lần lượt trải qua các chức vụ như cán bộ thành đoàn, phó trưởng ban, rồi trưởng ban, rồi ủy viên ban chấp hành, rồi ủy viên ban thường vụ, rồi phó bí thư, rồi bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, rồi phó chủ tịch, rồi chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, rồi chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, rồi ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, rồi ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 10 năm 2003. Thưa quý vị, từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 10 năm 2006, ông là ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, là bí thư của quận ủy 12. Vào tháng 4 năm 2006 thì tại Quốc hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng được bầu làm ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vào tháng 10 năm 2006 thì ông là bí thư thường trực Trung ương Đoàn, là bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn từ tháng 1 năm 2007. Ông là chủ tịch của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, là chủ nhiệm của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và đại biểu Quốc hội khóa 12. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng thì đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng và là bí thư của tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 8 năm 2011. Và từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 1 năm 2016, đồng chí Võ Văn Thưởng là ủy viên của ban chấp hành Trung ương Đảng, ông là phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ tháng 1 năm 2016 thì tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị phân công tham gia là Ban bí thư. Từ tháng 2 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021 thì đồng chí Võ Văn Thưởng là ủy viên của Bộ Chính trị và là bí thư Trung ương Đảng và trưởng ban tuyên giáo Trung ương và phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác tin đối ngoại
tuyên truyền phụ trách công tác tuyên truyền về biển đảo, là thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và phụ trách Hội đồng Khoa học, các ban đảng Trung ương của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và đại biểu Quốc hội khóa 14. Và từ tháng 1 năm 21 đến tháng 3 năm 2023, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thì đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và được Bộ Chính trị phân công làm thường trực của Ban Bí thư. Và đến tháng 2 năm 2021, ông phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng và công tác đối ngoại của nhân dân. Ông là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 3 năm 2021 và là đại biểu Quốc hội khóa 14 và khóa 15. Vào ngày 2 tháng 3 năm 23 thì tại kỳ họp bất thường lần thứ tư của Quốc hội khóa 15, đã bầu đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026. Và ngày 6 tháng 3 năm 2023, thì tại trụ sở Trung ương Đảng Bộ Chính trị đã họp và để xem xét về công tác cán bộ chính trị, quyết định đồng chí Võ Văn Thưởng là Ủy viên Chính trị, là Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư khóa 13. Và thôi giữ chức thường trực Ban Bí thư, thưa quý vị. Như vậy thì qua lịch sử cũng như các cái thời kỳ mà đồng chí Võ Văn Thưởng này đã công tác tham gia trong các hoạt động chính trị, thì cho chúng ta thấy rằng một thời gian rất là dài, nhưng chúng ta thấy rằng về trình độ năng lực thì đồng chí Võ Văn Thưởng đã từng trải qua rất nhiều các kỳ họp Quốc hội, các khóa của đại biểu của Đảng. Nhưng với tư cách đạo đức là một người đứng đầu để lèo lái con thuyền của đất nước, nhưng Võ Văn Thưởng đã có những sai phạm về đảng, về các nguyên tắc của Bộ Chính trị, cho nên ông đã bị cách chức. Và xét thấy về hành vi năng lực của mình và các hành vi sai phạm của mình không đủ tư cách là một đảng viên để lèo lái con thuyền của đất nước, cho nên ông Võ Văn Thưởng cũng đã xin thôi chức. Như vậy thì từ ngày ông nhậm chức là Chủ tịch nước đến ngày ông thôi chức là 1 năm 19 ngày. Ông là một đảng viên, là một Chủ tịch nước trẻ tuổi nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông được bầu vào chức Chủ tịch nước là vào tháng 2 năm 2023. Và đến hôm nay, ngày ông từ chức là vừa tròn 1 năm 19 ngày. Thưa quý vị, đó là con đường sự nghiệp cũng như là tất cả các cái hành trình hoạt động về chính trị của ông Võ Văn Thưởng. Qua bài viết này cho chúng ta thấy rằng ông Võ Văn Thưởng là một người cũng đã trưởng thành trong đảng và trong Bộ Chính trị. Ông cũng đã trưởng thành trong quá trình hoạt động chính trị của đất nước. Và ông cũng đã thăng tiến và giữ rất nhiều các cái chức vụ qua các thời kỳ. Nhưng xét về hành vi và năng lực về công việc cũng như trách nhiệm để quản lý và để là một người đứng đầu, nhưng về hành vi thì ông đã vi phạm về quy tắc và đạo đức của bộ ngành, cho nên đến bây giờ ông cũng đã bị cách chức, thưa quý vị. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến ông Võ Văn Thưởng thì chúng ta sẽ liên tục cập nhật trong thời gian sắp tới với những bài viết rất là thú vị. Và đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào, thân ái ạ.